Minh Đầu Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 19 tháng riêng năm nhâm dần Ngày này là ngày quý mão tháng nhâm dần, năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọa từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc cao trần, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kim bạch kim, ngày quý mão, tức can sinh chi nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm kim bạch kim kỵ tuổi đinh dậu tân dậu ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọa và tuyệt thần vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi tân dậu đinh dậu đinh mão tuổi xung trong tháng tuổi canh thân bính thân bính dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao sát cống đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu sao xấu trong ngày gồm có sao chu tức hắc đạo kỵ về nhà mới khai trương sao nguyệt kín chuyện sát kỵ về khởi công, động thổ, sao thiên địa, chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Và sau đây, mời các bạn đoán xem từ vi chi tiết 12 con giáp, thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Từ vi tuổi Tý thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, tí ngọ mạo dậu. Điều này làm cho bạn tuổi Tý đang có sự vô lẽ, có thể là vì không hài lòng với ý kiến của một người nào đó mà bạn đã vô tình thể hiện sự bất kính với người bề trên. Và đây có thể là điều bạn không mong muốn, nhưng bạn cũng nên rút kinh nghiệm và tốt hơn là nên kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình trong ngày hôm nay chuột thật tốt bạn tử tí nhé. Ngày này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có thể bất cứ kế hoạch nào mà bạn đang ấp ủ. Đây là cơ hội tốt để tương tác và bày tỏ quan điểm với mọi người. Bạn hãy gửi mail hay là trò chuyện qua điện thoại, chia sẻ những kế hoạch và lắng nghe sự đóng góp ý tưởng từ họa. Nhờ thế mà bạn sẽ có được một ngày làm việc thực sự và hiệu quả và ý nghĩa ngũ hành tương sinh cũng sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm của bạn tuổi tí trong ngày hôm nay trở nên khá thuận lợi. Không có vấn đề gì khiến cho bạn phải lo lắng cả, thậm chí là có nhiều cặp đôi quan nhận ra lúc này hai người rất tâm đầu ý hợp với nhau nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi tí trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có những chuyện bạn chẳng thế nào tâm sự cùng ai. tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, đừng so sánh chuyện ở quá khứ và chuyện ở hiện tại. tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, có những niềm vui nho nhỏ bạn muốn chia sẻ cùng người thân. tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, sự cô đơn của bạn không thể nào giải thích nổi. tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, vấn đề mà bạn gặp phải hôm nay không khó như bạn tưởng tượng. Và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 78, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi Sửu, thứ bảy, ngày 19 tháng 2 năm 2022 xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này với những gợi ý của bạn trong đời sống sẽ trở thành cảm hứng cho một người nào đó khi bạn đang có được thiên ấn chia chở. Bạn tuổi Sửu hãy tự tin để chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận của mình và lắng nghe những phản hồi của mọi người xung quanh. Đây là ngày để cho bạn kết nối, chia sẻ và đón nhận những điều đó bạn tuổi Sửu nhé và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi sửu lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có sóng gió có thể xảy ra trong mối quan hệ tình cảm giữa hai người còn đối với những bạn đang còn độc thân có thể nhận về sự thợ ơ lạnh nhạt của một người nào đó vừa tỏ ra nhiệt tình săn đón bạn khiến cho bạn cảm thấy buồn trong lòng bạn tuổi sửu cũng đừng vì cái điều đó mà buồn vì lý do không phù hợp chứ không phải là hoàn toàn vì do bạn yếu kém đâu nhé. Xem tử vi cũng cho thấy trong ngày hôm nay với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn đi đâu xa làm những công việc quan trọng thì bạn cần phải xem xét cho kỹ lưỡng, ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng tây bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tính khí thất thường dễ nội nóng tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy không giữ được sự kiên nhẫn và điềm tĩnh cần thiết tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa có dấu hiệu làm việc quá sức ảnh hưởng tới tinh thần của mình tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ tránh bàn luận về chuyện cá nhân quá nhiều tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc không nên áp đặt ý kiến của mình lên người khác và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 78, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Tý Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có tam hội trợ mệnh cái điều này mang lại cho bạn có được những chỉ dẫn điều hướng về cảm xúc của mình thật tốt trong việc duy trì mối quan hệ ngày hôm nay. Có những việc khi bạn tiếp xúc và hiểu tình huống của một người nào đó, bạn sẽ có được những cách đánh giá chính xác hơn, mang lại hiệu quả cao hơn cho công việc của mình nữa nhé. Và ngày này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh, cái điều này sẽ hỗ trợ cho những rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc với bạn tuổi dần trở nên thuận lợi và hành thông hơn. Nếu như cần sự giúp đỡ của ai đó, bạn cũng có thể nhờ họa trong ngày hôm nay vì cơ hội có được sự giúp đỡ là khá cao. Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, cái điều này khiến cho bạn mệnh sức khỏe không được tốt cho lắm, thường xuyên cảm thấy khó thở, thậm chí là có người vì lo lắng cho nên nghĩ làm để ở nhà nghỉ ngơi. Bạn hãy lắng nghe tiếng gọi của cơ thể để tìm biện pháp chữa trị sao cho phù hợp, đừng có quá tin tưởng vào người nào đó không hiểu bạn nhé về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy đừng thúc ép người khác hãy để cho mọi thứ thay đổi từ từ tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa hãy tiếp tục nuôi giấc mơ của bản thân mình hơn nữa tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ đừng ép ai đó làm theo ý của riêng mình tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có những điều khi tỉnh mộng sẽ mang lại cho bạn được nhiều bài học. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, bạn nhận được sự đồng cảm từ người nào đó. Và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 45, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ tuổi tuất. Từ vi tuổi mão thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này làm cho tiền bạc của bạn lúc này đang được rụng rỉnh thoải mái trong việc chi tiêu và khi với những kế hoạch của bạn liên quan tới gia tăng thu nhập đang được phát huy rất tốt trong khoảng thời gian này Tuy nhiên, bạn mệnh tuổi mão cũng nên tránh tiêu xài hoang phí, bạn nên tập trung trong các cách để gia tăng thu nhập cho mình. Chúng nên có tính thử thách hơn một chút nữa. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, điều này nhắc nhở bạn mệnh cần phải quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của mình, nhất là trong thời gian dịch bệnh này. Bạn càng cần phải gia tăng sức đề kháng cho bản thân mình, càng tốt hơn cho bạn. Bạn nên nhớ rằng phòng bệnh sẽ tốt hơn là chữa bệnh, đừng có để cho bản thân mình rơi vào tình huống khó khăn vì sự thiếu hiểu biết của mình nhé. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 19 tháng riêng năm nhâm dần. Ngày này khiêu hại thượng lạn ông nhân thần ở phía trong xương cùng đầu gối bàn chân và sau ống chân vì vậy với ba tuổi mão nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mộ xỉa châm chích ở các vị trí này vài câu quyết cho bà tuổi mão trong ngày thứ bảy này từ vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy cần phải cẩn trọng hơn với từng việc mình làm, từ vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa tài chính được ổn định là mục tiêu bạn cần phải hướng tới, từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ không nên chủ quan với những kế hoạch mà bạn đã đề ra từ trước đó, từ vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc khả năng thích nghi lúc này là rất cần thiết, từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim nếu như quản cảm thấy mơ hồ thì đừng có vội khẳng định nhé. Ngoài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 90, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tỵ. Tì. Từ với tuổi thìn thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại điều này khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm khi với bà tuổi thìn đang buộc mình vào những mối quan hệ mà nửa bên kia không thực sự hào hứng và ngày hôm nay bạn hãy nới lỏng sợi dây kiểm soát này ra và cho bản thân mình cũng như là cho đối phương có được sự tự do, không chừng hiệu quả còn rất tốt hơn bạn mong đợi ban đầu nữa. Mọi mối quan hệ đều cần có không gian riêng mà với bạn tuổi thìn cần phải biết nhá. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có chính ấn trợ mệnh. Cái điều này còn giúp cho bạn rất có thể sẽ trở thành cầu nối cho tất cả mọi người đến với nhau trong ngày hôm nay. Thế nên bạn cần phải cởi mở, mở rộng lòng mình hơn, hãy thân thiện nhiều hơn với đám đông với sức hút rất tự nhiên của mình thì không có khó khăn nào có thể cạn con đường mà bạn chinh phục những ánh nhìn, những sự quan tâm của mọi người nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn, lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc, điều này sẽ không hề tốt cho khía cạnh tài chính của bạn. Và ngày hôm nay, nhất định với bạn, cần phải cẩn trọng với vấn đề liên quan tới tiền bạc với những ai muốn gia tăng thu nhập cho mình thì đừng có vội vàng nghe lời ai đó mà đầu tư hay là kinh doanh vào thời điểm này rất dễ bị thất thoát sẽ bị lừa gạt về tiền bạc nữa vài câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tránh bị ai đó làm thay đổi ý định ban đầu của bạn tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ công việc trở nên ổn thỏa hơn khi bạn tỏa ra dứt khoát hơn. Từ vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc tránh chi tiêu cho những sở thích nhất thời. Từ vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim đừng chỉ nhìn vào mặt tiêu cực của vấn đề. Từ vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy hãy chỉ giữ những kỷ niệm đẹp còn những thứ khác nên buộc hoa sẽ tốt hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 21, số 47, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Từ vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang phải chịu tác động của chính quan chiếu mệnh cái điều này nhắc nhở bạn tuổi tỵ cần phải hướng tới mọi việc với cái nhìn thực tế rõ ràng hơn trong ngày hôm nay thay vì cứ để đầu óc ở trên chín tầng mây nhé và khi với bạn tuổi tỵ tỉnh táo lại bạn có thể xử lý mọi việc một cách hiệu quả và rõ ràng nhất có thể minh bạch giữa việc công và việc tư cũng là một cách để cho bạn có được một ngày giá trị hơn trong công việc và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa mộc tương sinh. Cái điều này sẽ mang lại cho bạn có được nhiều tín hiệu tốt trong chuyện tình cảm. Nếu như bạn đang có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ hiện tại thì có khả năng nhiều điều kiện thuận lợi hậu thuận cho bạn rất nhiều nữa đó nhé. Ngày này ạ, đối với những gia đình có thai phụ thì lại không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Với bà thủ tị cũng cần phải chú ý khi trong ngày hôm nay bạn xuất hành đi xa thì nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là Hỷ thần hướng Đông Nam và Tài thần hướng Tây Bắc, đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Vài câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, có được sự trợ giúp của quý nhân, công việc thêm phần được thuận lợi. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, nên tránh việc đánh giá mọi người đồng loạt. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, của người mang lại cho bạn có được một cơ hội tốt tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim sức mạnh của tập thể trong lúc này là rất cần thiết tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy nên sớm xác định mục tiêu và con đường để tránh lãng phí nguồn lực và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 65, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ Tử vi tuổi Ngọ, thứ bảy, ngày 19 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tử ngọ, cho chúng ta thấy là bạn tử ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu. Điều này làm cho bạn tử ngọ có những kế hoạch mà bạn đã đưa ra trong ngày hôm nay sẽ khó có thể khả thi và rất dễ bị đổ vỡ khi có nhiều việc không được như ý muốn xảy ra khiến cho bạn trở tay không kịp. Với bạn tử ngọ, hãy xem xét lại những bước, những người mà bạn tự như là an tâm nhất nhưng lại phạm phải sai lầm này do sự chủ quan của bạn gây ra nhé. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tử ngọ lại đang gặp thiên quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có những mối hiểm họa tiềm ẩn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Mà điều này làm cho bạn không hề hay biết chút nào. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn cần phải kiểm soát những mong muốn tức thời của mình và nên hướng tới những giá trị hạnh phúc về lâu dài, bền vững cho đời sống của mình thì tốt hơn. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tử ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Đây là tín hiệu tốt và lạc quan cho tình hình tài chính của bạn bởi trong thời gian vừa qua tình hình tài chính của bạn bị sa sút đáng kể. Lúc này bạn nên tập trung để cố gắng hòa vốn là tốt rồi. Bạn đừng có tham lam quá lại mất tiền nhiều hơn vài câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim có động lực để thực hiện những kế hoạch mà bạn đã ấp ủ bấy lâu từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy tránh thực hiện những việc quan trọng dựa vào sự thiếu hiểu biết của mình từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa họ, nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tài chính có khởi sắc nhờ sự nỗ lực của bạn từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc có kẻ đang giả vờ lấy lòng bạn để lợi dụng sự sơ hở của bạn, hãm hại bạn mà thôi. Và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 90, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ. Điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang rất tốt đẹp. Và nếu như bạn tuổi mùi muốn ghi điểm với ai đó thì đừng có ngại dành cho họ những lời có cánh. Hạn nhìn cũng đừng biến mình trở thành kẻ nịnh bợ Chỉ cần vui vẻ, cởi mở khi giao tiếp là rất tốt cho bạn nhé. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi, dưới sự chia chở của thiên ấn chiếu mệnh, sự tò mò của bạn không giới hạn sẽ đem đến cho bạn có được những cơ hội để khám phá. Và bạn có thể muốn dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, hoặc là tìm hiểu về những miền đất mới mẻ đầy thú vị nơi chính con người lẫn thế giới xung quanh bạn nhé. Hẳn nhìn với bàn túi mùi, sự tò mò cũng có những tác hại nhất định của nó. Tuy nhiên, lợi ích hơn là bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về đời sống và có thêm ý tưởng hay ho cho chính mình. Tính phiêu lưu cũng là một điểm mạnh giúp cho bạn dễ dàng được khuyến khích và để trải nghiệm và sáng tạo hơn nữa về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tình duyên vượng sắc có nhiều cơ hội kết đôi. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, công việc tiến triển được tốt, được cấp trên yêu ái. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, nên có trách nhiệm cao hơn với công việc. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, đừng có cho rằng mình không thể làm được bất cứ điều gì. Vài đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 87, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh điều này nhắc nhở bạn rằng trước khi bắt tay vào công việc mới thì bạn nên cố gắng giải quyết triệt để những công việc cũ trước cái đã đừng có ôm đồm quá nhiều việc bạn sẽ hối hận vì quyết định này của mình đây cũng là ngày mà với bạn tuổi thân nên thận trọng một chút trong việc hành xử sẽ tốt hơn cho bạn tránh được sự hấp tấp vội vàng có thể khiến cho bạn mắc phải những sai sót, bộ quên những đồ quan trọng nữa nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tử thân á, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ gặp những vấn đề khó khăn trong việc giao tiếp, việc truyền tải ý tưởng khiến cho bạn gặp rắc rối về khía cạnh tình cảm. Bạn nên tránh nói to tiếng khi ai đó hiểu lầm ý của bạn khiến cho sự việc đi quá xa, lại gây ra nhiều trở ngại cho bạn hơn và xem tử vi cho thấy ngày hôm nay là ngày 19 tháng riêng năm nhâm dần. Theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày xấu, vì vậy với bà thủ thân không nên thực hiện những công việc quan trọng như thế là khai trương, xuất hành, cưới gã, sửa chữa hay là cất nhà hay là khai ngoài phong thủy sẽ không tốt cho bạn. Vài câu quyết cho bà thủ thân trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy kiểm soát cách hành sự của mình sao cho phải phép tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa chớ bắt người khác phải gánh chịu những tức giận, những bực dọc của mình. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ cần phải có kế hoạch tốt hơn cho những dự định sắp tới. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nên tập trung quan tâm, chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nên có chế độ rèn luyện và không nên làm việc quá sức. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 89, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi Dậu, thứ bảy, ngày 19 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm và nếu như bạn tuổi dậu bạn muốn đối phương tôn trọng mình thì tốt nhất là hãy tôn trọng đối phương trước cái đã và nếu như bạn muốn hai phía dành cho nhau tình cảm chân thành nhất thì hãy thành thật trong những cảm xúc của mình thay vì sự lộn xộn như hiện tại nhé và ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu lại đang chịu ảnh hưởng của tỷ kim chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi dậu đang thiếu cảm giác tin tưởng với những người xung quanh và bạn muốn có khoảng không gian riêng cho mình thay vì những tương tác ồn ào với bạn tuổi dậu chị muốn dành khoảng thời gian riêng để suy nghĩ về những mục tiêu cá nhân hay là những công việc đang quản giang dở của mình mà thôi tuy nhiên trong ngày này với bạn tuổi dậu nếu như bạn có tâm tư thì hãy hướng tới những người bạn thân thiết nhất để chia sẻ với họ. Thay vì giữ những mối bận tâm ở trong lòng, hãy nhắc điện thoại lên và gọi cho ai đó mà bạn yêu quý nhất. Sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất chi là nhiều đối với bạn tuổi dậu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, thiếu đi sự tập trung cho công việc hiệu suất bị giảm sút từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa rơi vào trạng thái mong lung không biết nên làm gì tiếp theo từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ tình cảm có nhiều trục trặc đối phương thường xuyên ganh tung. từ vi tuổi tan dậu thuộc mệnh mộc nên bình tĩnh và suy nghĩ sao cho thấu đáo từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim đừng có vội đưa ra bất cứ nhận định nào khi chưa rõ ràng Vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 60, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lam, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt, thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp hỗ trợ cho bạn cho nên bạn đang cảm thấy rất hòa hợp hòa đồng với mọi người hơn và ngày này với bạn tuổi tuất rất có thể bạn nhận được sự tin tưởng và trọng dụng từ những người có uy tín bạn cũng nên nhớ là đừng có làm cho họ thất vọng vì đã trao niềm tin cho bạn Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được những thông tin quan trọng trong ngày hôm nay, đặc biệt liên quan tới những công việc mà bạn cần phải xử lý. Thế nên, bạn hãy lắng nghe những thông điệp mà tiềm thức mách bảo bạn sẽ biết mình cần phải làm gì, nhất là khi rơi vào một tình huống khó khăn nào đó nhé. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi tuất lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc điều này nhắc nhở bạn nên cẩn thận với chuyện tiền bạc, tránh sơ hở dễ bị trộm cắp, mất tiền, hao của. Hơn nữa, bạn tuổi Tuất cũng nên nhớ là không nên quá tin tưởng vào ai đó mà cho vay mượn về tiền bạc ở thời điểm này, rất dễ mất tiền, lận tình cảm. về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, từ vi tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa tránh việc suy nghĩ quá nhiều, đánh mất đi cơ hội tốt đến với mình. Từ vi tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ nên biết trân trọng những ai đã giúp đỡ mình nhiệt tình. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, công sức của bạn được ghi nhận và mang lại động lực cho bạn. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên phân biệt rõ ràng điều mình muốn và điều mình cần. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy có thể tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm đi trước mình cái đã nhé. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp năm sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 89, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Hợi thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cái điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi hợi có được những hy vọng trong chuyện tình cảm nếu như bạn đang còn độc thân cũng sẽ mở rộng lòng mình hơn để đón nhận tình cảm của ai đó còn đối với những cặp đôi á, đang có kế hoạch xa hơn cho chuyện tình cảm của mình và bạn đã có được những nền tảng vững chắc hơn cho những dự định của bản thân mình nữa rồi. Có thể nói, quan điểm về tương lai của bạn tuổi hợi sẽ góp phần quyết định cuộc sống của bạn trong ngày hôm nay. Còn nếu như bạn có thái độ thờ ơ hay là phụ thuộc vào người khác dưới tác động của thương quan gây ra, làm cho bạn sẽ thấy rằng mình mất đi động lực, mất đi sự quyết tâm, thiếu ý chí chiến đấu nữa nhé. Tuy nhiên, nếu như bạn tuổi hợi, bạn xác định cho mình những mục tiêu rõ ràng hơn, cụ thể hơn cho tương lai của mình, thì mọi giờ, mọi phút trôi qua, bạn làm việc đều mang một ý nghĩa nhất định và đã đến lúc với bạn tuổi hợi bạn cần phải lập ra cho mình một nhịp bước thích hợp và nỗ lực để đạt được những thành tiệu giá trị nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa tránh dành nhiều thời gian cho những người tiêu cực. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ bạn chẳng thể giúp ai đó hiểu biết bằng những lời khuyên. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc hãy điều chỉnh để thích nghi hơn với hoàn cảnh hiện tại. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, phải nhớ là luôn tìm cách để học hỏi nhiều hơn. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, tình duyên được suôn sẻ, đôi lứa tâm đầu ý hợp. Và đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 78, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.